Vâng, hàng về thì em chỉ quen sơ lược một video nhỏ để gửi đến các bác ở ngoài miền Tổ quốc. Đây là những sản phẩm hàng em chiến tiến kỹ lưỡng, chỉ có phê thôi chứ không có chê được nha. Và giá em sẽ báo luôn. Đây và có lưu ý cho em, hàng tiện có cái em nhập được giá tốt thì nó giá rất là tốt, như con Lực Man L570. Đây là đối tác cực kỳ đỉnh của những cặp loa toàn giải, các bác chơi loa đồ nhạc cao hoặc là chơi L100 Gentry hoặc là những dòng loa JBL Bass 30. Em nó chạy là thuần Class A nha. Con này rất là mới máy bãi nha. Đấy. Nó mới như thế này nha các bác, mới kinh công luôn, mà bên em đang chào giá cho các bác là chỉ có 21 triệu rưỡi thôi. Đấy, 21 triệu rưỡi. Giá thị trường thì các bác biết rồi, các bác chơi con này thì rất là cao. Như vừa rồi thì em đã có que và bán dùm cho một bác ở Gia Lai, đó là một con Lucman L570. Các bác mua cái con xấu không có đẹp như con này. Đây là hàng đẹp long lanh nha. Con của bác thì nó bị nhiều vết thì em đã báo trên video, và bác lại mua với giá là 24 triệu. Đấy, bán 24 triệu, và em đã thảo luận với bác là chỉ con này giờ chỉ có bán được là 18 rưỡi, thì cuối cùng thì em cũng đã có một bác ở ngoài Hà Nội đã sở hữu em nó rồi, 18 triệu rưỡi và bớt 200 ngàn còn 18 triệu 3. Còn con này là máy bãi nha, máy bãi đẹp long lanh nha các bác, long lanh vàng khè luôn nha, long lanh. Giá là 21 triệu rưỡi nha, giá rất là tốt cho các bác chơi. Đấy, nhiều cái giá rất là tốt, nhiều cái giá nó cũng hợp lý. Rồi, em vào vấn đề chính nha, mọi chi tiết các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Đấy, đây là con Fixer 500 450T, con này là hàng bay về nha. Mà những con này nữa này, đấy. Có thấy không? Hay, con này giá là 20 triệu nha. Vỏ Gojin và tất cả đây là hàng sưu tầm nha các bác. Hay các bác nếu mà muốn mua Fixer đẹp, các bác theo dõi kênh của em, luôn là những sản phẩm hàng đấu bay về. Các bác thấy để ý nó này, nấm lúc nó về vàng khòe và óng ánh như thế này, chứ không phải như những con fixer hàng bờ, hàng đã qua sử dụng nhiều qua tay, thì những cái nấm này hoặc là những cái viền này, chrome này nó bị mờ đi, nó mờ mù tịt đi. Các bác sẽ để ý những cái dòng con fixer mà hàng đã qua sử dụng thì những cái nấm này nó mù tịt, nó không mới như những cái nấm mà hàng từ Mỹ về. Mỹ đa số họ tồn kho hoặc là họ giữ hoặc cắt chứ ít xài nha các bác. Mà nó phải đẹp như thế này này, có thấy không? Ông ánh chưa? Đâm nút chưa? Con này giá 20 triệu hàng sưu tầm nha các bác, đánh AR. Tuyệt vời. 450T. Đây con lúc man L570. 21 triệu rưỡi nha. Đây là bộ Aquafine, bộ rề bao Aquafine nha các bác, rề bao Aquafine C230 và B 260 đây một bộ nha. Bộ này chạy sò sắt nha các bác, rất là hay nha. Chạy sò sắt. C230 và B260. Chạy 8 sổ sách như những dòng Lukman vậy đó, đánh RB, tăng noi vân vân, hay những dòng loa cao cấp bắt 40 đô lại nha. Bộ đó 36 triệu, 36 triệu nha các bác, 36 triệu. Có vỏ gỗ, vỏ zin từ máy luôn nha. Và đây là con 950, này mới kiên công luôn nha, rất là mới. Nó là trên 95%, cũng là hàng sưu tầm cho các bác luôn, hàng đó bay về. Hay các bác thấy đồ mới đó này, con này giá 21 triệu nha các bác, 21 triệu. Là dòng receiver, hay các bác thấy độ mới này, hay nấm nút con này sang tròn nhìn là phê. Hay 21 triệu nha các bác. SX 950 nha, này đánh rất là hay, chơi hầu như tất cả dòng loa. Các bác có thể chơi được loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu, đánh thoải mái, đánh ba cầu loa nha các bác, công suất khỏe, 8 sọ sách. Đây là con Pioneer SX 9000 này, hàng sưu tầm luôn, còn thùng xốp nha các bác, 9000. Con này 13 triệu rưỡi nha các bác, 13 triệu rưỡi. Còn con QRX 5500 này, con này cũng còn shop về luôn này. Con này giá là 20 triệu rưỡi nha các bác, 20 triệu rưỡi còn thùng shop nha. Thì cứ alo cho em nha, em sẽ có video chi tiết hơn. Nói chung là đẹp long lanh luôn, các bác chốt nhanh thì liên hệ cho em. Em xin chào tất cả các bác nha.